Em tên Phạm Minh Quang, em đến từ Hội An, Bình Định. Bình Định. Em hiện giờ đang sinh sống và làm việc tại quận Thủ Đức. Nghề nghiệp của em là bên cơ khí xây dựng. Mình có hay đi công tác không hay là chỉ làm? Dạ không, em chỉ làm bán ẩn ở thành Sài Gòn hay nhiều. Mời em gái. Dạ, chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên kia, chào mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Lan Hân, em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiện là nhân viên văn phòng, chuyên viên tư vấn sức khỏe. Nhìn thấy khỏe quá trời khỏe luôn ha. Em giới thiệu một chút xíu về bản thân và những điểm mạnh và điểm yếu của em. Dạ, điểm yếu thì nhiều lắm chị. Nhưng mà có cái nhược điểm lớn nhất của em á là em không thể nhớ mặt được những người mà mới quen á. Nhưng mà hy vọng hôm nay em phải cố gắng nhớ được mặt ảnh nha. Và dạ. tên gì nhớ không? Dạ, tên Quang. Rồi, gì nữa? Em tư vấn sức khỏe cho nên là em hay nói về cái những vấn đề đó, như là đi nhậu nhạc này kia thì em hay nói. Như là đi ăn với bạn bè em thì em cũng không có uống bia hay này nọ. Có hay bia rượu gì không em? Dạ không, em chịu. Hên quá, chứ không cổ nhằn suốt ngày cũng mệt lắm mà hút thuốc gì không? Dạ không. Hay dạ, tốt quá, quá tốt quá, kiểm tra sức khỏe liền. Điểm yếu của em thì em hơi khó chịu, kỹ tính á. Cũng không có yêu cầu là bạn nam phải chăm sóc em dữ quá, hoặc là phải dính 24/24 giờ. Em rất là độc lập. Ví dụ như là đi ăn này kia, em hay ngó cái chỗ đó có sạch sẽ không. Bệnh nghề nghiệp hơi nặng đó nha, em hơi mệt đó. Rồi vậy còn em trai, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ em, điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Trong công việc thì một khi mà em đã nhập tâm vào công việc thì em làm rất có trách nhiệm với công việc. Ví dụ trước giờ mà khi mà em đã làm một công việc đó thì em say sưa làm, có thể nhịn ăn luôn. Từ sáng có thể em làm tới chiều mới ăn cũng được. Trời, trưa không có nghỉ tử chết. Thời gian sau này thì em có cân nhắc cái vấn đề đó. Rồi, phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống vậy là cổ không chịu đâu. Đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Có phải ngày ba bữa đầy đủ đúng giờ, đâu đau bao tử đúng không em? Dạ đúng rồi. Còn điểm yếu thì đôi khi em cũng hơi nhút nhát trước đám đông. Miễn mình bản lĩnh với người phụ nữ mình cần che chở là được. Chứ thật ra đàn ông mà tí lia tí la quá cũng mệt. Dạ đúng rồi, tại vì công việc của em là tư vấn về sức khỏe chị, cho nên em nói nhiều lắm. Cho nên là khi mà về nhà thì em rất là ít nói. Cái phải không? Chị tưởng đâu mà ngày em nói nhiều về nhà em nói không, em dành không cho ảnh nói chứ. Rồi như vậy thì đó là một sơ lược một chút xíu ha. Vậy còn tình trường thì sao? Tình trường thì em có 4 mối tình. Mối tình đầu của em là hồi năm lớp 9. Em yêu sớm vậy? Sau đó thì hai đứa thi khác trường với nhau á, xong rồi cái nghỉ chơi. Nghỉ chơi. Tới năm lớp 11 thì em quen một bạn cùng lớp. Cái tình yêu học trò nó bu bơ lắm chị, cứ giận rồi kia nọ, xong rồi cái chia tay rồi quen lại, cứ lằng nhằng cả năm trời á, xong rồi nghỉ chơi luôn. Nghỉ chơi luôn. Tới năm lớp 12 thì em có quen một bạn, sau đó thì mỗi đứa thì thi trường khác nhau thì rồi cũng nghỉ chơi. Nghỉ chơi. Cuối cùng tới năm 2 thì em quen một bạn cũng là yêu xa, nhưng mà tới 5 năm rưỡi lận. Trong thời gian đó thì bạn có gặp em 3 lần. Hai người yêu xa 5 năm rưỡi. Dạ đúng rồi. Gặp nhau được 3 lần trong 5 năm rưỡi. Dạ đúng rồi. Bạn ở nước nào mà dữ vậy? Dạ ở Mỹ à. Tình cảm nó nhạt á chị, cái em dần dần em lơ bơ. Sao em chi dài dữ vậy, 5 năm rưỡi gặp nhau có 3 lần mà không cưới nhau, không có hẹn. Có hứa hẹn gì không? Dạ lúc đó thì yêu mặn nồng thì hứa hẹn dữ dội lắm. Có một ngày đẹp trời thì bạn ấy nhắn tin cho em là anh hết yêu em rồi. Hả? Dạ. Sau cái em vậy thôi, nghỉ chơi vậy thôi. Tình yêu của em nó cũng nhạt nhẽo quá ha. Nó dài mà nó cũng đâu nghỉ chơi rồi 5 năm rưỡi. Còn em trai, tuổi hơn. Em thì chỉ có một mối tình. Tụi em đã tiến đến hôn nhân. Thì lúc đó thì em về ở rể 5 năm. Em được một bé gái năm nay 6 tuổi, hiện đang ở với mẹ. Chung đường với nhau nữa. Lý do tại sao? Em nghĩ thì hết duyên, hết phận thì vậy thôi. Có ngại gì về cái vấn đề ảnh người chia sẻ không? Dạ không ạ. Em nghĩ là người đàn ông như vậy sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn, sẽ biết nhường nhịn bạn gái. Anh rất thích cái cách tiếp chuyện của em nãy giờ. Rất mạnh mẽ. Rất thẳng. Và anh nghĩ tuổi em 26 tuổi thì không lớn cũng nhỏ, mà em trải qua 4 mối tình thì anh nghĩ chắc em cũng có rút ra được nhiều cái bài học để sau này mình chắc làm cũng thế không nào có rút được nhiều đâu em ơi. Cổ yêu mà cái kiểu yêu xong nghỉ chơi thì chị nghĩ chắc cũng không có rút được gì nhiều đâu. Anh thì anh không có yêu nhiều. Hồi xưa anh có một quan niệm là mình yêu ai đó thì mình phải có trách nhiệm người đó. Anh hứa với lòng là anh không bỏ người ta, mà thì rốt cuộc rồi anh cũng bị người ta bỏ. Thế thì bây giờ Xuân thì em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em cần tìm một người bạn gái. Theo quan niệm tình yêu của em thì em cần sự chung thủy và lòng tin và sự chung thủy. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Không có nói ra sự thật, không có thẳng thắn, cứ luôn để trong bụng và rồi sau này lấy cái điều ra và làm khó lại mình. Trước mắt thì chị thấy bạn cô gái này mặc dù trẻ nhưng cổ có vẻ rất là thẳng thắn. Dạ em cần sự thẳng thắn. Nghĩ sao nói như vậy?
Ngoại hình thì em cảm thấy anh thì cao 1m71. Anh không biết là em cao bao nhiêu ạ? Dạ, 1m6 ạ. À, vậy là vượt trội đó. Vượt sự mong đợi của em rồi. Mập, ốm, trắng, đen. Em thích truyền thống hay là em nghĩ cô này truyền thống? Em thích truyền thống mà có chút hiện đại chút. À, vừa vừa. Em sao không được, em không quan trọng ở đó. Rồi, ok, dạ. Hợp lý được đâu, có cái hình nào không đưa cho ảnh đón coi. Dạ có. Còn em thích mẫu người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình á thì em muốn bạn trai cao trên 1m7 để có gì mà em mang giày cao gót á chừng 7 hay 9 phân này kia cũng không có cao hơn bạn trai. Mập ốm thì không quan trọng, đừng có hút thuốc hay là bi bọt là được. Tại vì em là chuyên viên tư vấn sức khỏe mà, bạn có mập hay bạn ốm thì em biết được rồi, hết. Biết rồi, biết rồi, không cần giới thiệu nghề nghiệp nữa. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Nói mà không làm được chị, không có thẳng thắn á, tại tính em là hoạch tẹt ra với nhau hết á. Cho nên là em muốn là bạn trai có chuyện gì, có giận dỗi gì thì nói với em để em sửa chứ đừng có im. Em giận vô lý quá thì cũng nói với em là hay sao đó. Rồi. Với là em thích bạn trai chăm sóc ạ. Hai bạn hãy thử tìm thử một nửa của mình với hai bức ảnh sau đây. Nếu thấy khó quá có thể yêu cầu đối phương cho một vài gợi ý để hỗ trợ. Em hãy cho cô ấy một gợi ý. Em nghĩ là bạn nữ áo đỏ ở giữa này. Em đoán được anh là ai vậy em? Anh này. Bạn đoán đúng rồi đó. Vậy còn em đoán này. Trời, bị phạt. Một là này, hai bên này thôi. Sao được một và hai? Lý do tại sao em đoán như vậy? Em phải nói cho chị biết tại sao em đoán như vậy. Theo cái tiếng nói nãy mà em nhìn cái vẻ mặt này mạnh mẽ đó, em đoán như vậy đó. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa ra. Ai cảm thấy mình đoán sai, chấp nhận hình phạt. Hình phạt sẽ là, hơi khó, thục dâu 5 cái. Đồng ý chơi không? Chơi luôn chị. Chơi luôn, mở ra rồi tự mình thấy ai sai, đứng lên đây thục dầu 5 cái. Xin mời các bạn. Dạ, chào anh. Dạ. Anh đoán lần đầu tiên anh nhìn tấm hình bên kia là anh nhìn đúng rồi. Tại sao anh nhìn về cái tự nhiên anh đoán là bây giờ bị thục dầu mấy cái chị? 5 cái. Thằng nào giờ không thục dầu? 1, đếm đi em. 2, 3, 4, 5. Thấy cái sai của mình chưa? Mà tại sao em đoán được trúng ảnh hay vậy? Bắt mắt nhất chị. Vậy là mê trai đẹp. Đúng rồi, đúng kiểu em thích. Đúng kiểu em thích. Cảm nhận đầu tiên của mình là gì? Nhìn em dễ thương. Cảm ơn lúc nãy anh có nghe cái cách tiếp xúc chuyện của em rất mạnh mẽ. Dạ. Còn em? Em thì em thích xoay cao. Đúng rồi, đúng rồi, đúng không? Được rồi, bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn một không gian riêng tư một chút xíu để trò chuyện và cùng thưởng thức một món ăn ngon của chương trình đã dành cho hai bạn nha. Dạ. Trước khi dùng bữa trưa, anh có một món quà tặng em. Dạ vâng, em cũng có một món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Anh tính là hôm nay là anh lên anh nhận quà thôi chứ anh không có tốn quà. Dạ, cảm ơn. Rồi anh nghĩ thôi, để đi mua em tấm quà để. Lý do tại sao lên đây nhận quà mà không tặng quà? Em xưa giờ ít tặng quà. Rồi không có tặng quà, mắc mớ gì đòi nhận quà của người ta. Em biết người nào cũng là đây, bạn gái sẽ tặng quà. Trời ơi, em theo dõi chương trình riết mà. Hay quá ha. Thiệt tình, mai mốt các bạn gái lên đây đừng có đem quà tặng bạn trai nhé. Em thích ăn những món gì nhất? Em thích mấy món có nước, ví dụ như lẩu hay là bún bò hay là hủ tiếu này kia. Chứ mấy món này thì khô quá, lâu lâu ăn thì được ạ. Anh thích ăn cà ri. Chứ lại anh lại thích ngọt. Em thì em không nấu ăn được. Không nấu ăn à? Dạ, thật ra thì nấu cũng được anh, mà có điều là anh có dám ăn hay không thôi. Anh nấu được, anh chỉ cho nấu. Anh chỉ ha, chứ không phải là anh bao thầu hả? Mấy món lạ quá. Tương ớt cay quá. Anh là dân miền Trung cho nên anh không ngại cay. Em có dịp nào ra miền Trung chưa? Dạ chưa ạ. Chưa đi, em đi xa nhất là ở đâu rồi? Em đi tới Nha Trang rồi anh. Nha Trang rồi. Anh ở đây với gia đình hay anh ở một mình? Anh ở, hiện tại anh đang ở với một người em trai. Em trai anh thì ra trường rồi mà ở với anh. Dạ. Hồi nãy anh có nói là anh có một bé gái. Bé gái bao nhiêu tuổi ạ? Bé anh năm nay 6 tuổi à. Bé ở với mẹ hay sao ạ? Đúng rồi, bé ở với mẹ. Tối anh chạy anh về anh thăm. Em có ngại chuyện đó không? Dạ không ạ. Bạn gái mà quản lý tài chính của bạn trai ạ? Anh không quan tâm. Sao không được? Quan trọng là có để quản lý không? Có thì anh cho quản lý, không có lấy đầu quản lý. Mà sao nãy anh nghe em nói quen bạn trai gì mà lẹ quá vậy? Sao quen mà chia tay dễ quá vậy? Em được cái là tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát ạ. Cho nên là nghỉ chơi luôn ạ. Nhưng mà trong một cái
Khi mình đã xác định mà đi đến với một ai đó, chấp nhận tình cảm của họ, mà sao lại dứt khoát một cái nó dễ quá vậy? Em đâu có quyết định được đâu anh. Cho nên là em mới kéo cái mối quan hệ đó tới 5 năm rưỡi lận. Sau đó là người chấm dứt cái mối quan hệ đó là bạn ấy. Em chỉ là ok, nghỉ chơi thì thôi. Chứ anh thì khác. Trong quan điểm tình yêu của anh đó là thà trong thời gian tìm hiểu thì cứ để tìm hiểu lâu lâu cũng được. Dạ. Nhưng mà khi đã xác định chấp nhận nhau rồi á thì nên có trách nhiệm, dù cho ví dụ như hai bên có lỗi nào đó thì phải ngồi nói rõ ràng với nhau. Cho nên anh có luôn quan điểm của anh là vậy. Anh quen là anh không bỏ người ta, toàn bị người ta bỏ. Tính anh thì bình thường lắm, nhưng mà anh cũng kỹ tính, gọn gàng. Về nhà thì ví dụ như mình thấy phụ được cái gì mình phụ, chứ đừng có mà kiểu như làm bầm á. Anh thích. Em một là em im em làm, hai là em sẽ kêu người làm phụ với em chứ em không có. À, nói thẳng. Đúng rồi. Quan điểm sống của anh á, đừng bây giờ tự tạo cái áp lực cho bản thân mình để về mà để lo cho cuộc sống gia đình á. Và đó cái áp lực mà mình tự tạo cho mình á, nếu như mình có một cái bí mật nào đó, mình làm một cái gì lỗi đó mà mình không dám thú nhận nó, thì đó nó sẽ là một cái áp lực cho mình. Chuyên viên tư vấn mà sao nãy giờ nghe im lặng, để bên đây tư vấn lại không vậy ta? Bây giờ chưa? Em cũng nói là em là người ít nói lắm chị. Bây giờ Tường có một trò chơi dành cho hai bạn. Những cái lá bài trong đó nó có những yêu cầu. Các bạn được quyền chọn một cái lá bài và yêu cầu đối phương thực hiện cái yêu cầu trong này. Em trước đi. Em đọc lớn lên rồi em đọc cái yêu cầu đó lên, bắt anh ấy phải làm. Bạn đã từng khóc vì ai chưa? Nếu có, người đó là ai? Rồi em hỏi ảnh đi. Anh quá dễ. Vợ anh à? Đúng. Đừng nói tới vợ cũ nữa, là người ta buồn. Bây giờ mình phải tập trung nói về người mới thôi. Tại vì em đọc lớn lên cho yêu cầu cổ. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất đi nào. Có thấy đáng yêu không? Có thấy đáng yêu không? Anh không thấy đáng yêu à? Anh thấy mắc cười à? Anh phải gật đầu ok mới được. Cho cười hoài vậy. Có đáng yêu chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Cái này là miễn cưỡng quá. Này miễn cưỡng quá. Nhà em có nuôi hai con mèo. Anh có thích mèo không? Anh con gì anh cũng thích. Anh không nuôi nhưng mà anh thích thôi. Thích là thích chó mèo gì này kia thôi chứ không nuôi hả? Nhưng mà nó lì anh vẫn đánh nó. Không, em là em không bỏ được đánh nó luôn á. Nó cắn đứt dây tai nghe em hoài luôn mà em không đánh được nó. Rồi, ví dụ như bây giờ vợ lì quá có đánh vợ không? Hả? Em nghĩ chắc em không đánh đâu. Trời ơi, đừng có tưởng đâu lộn. Tưởng đâu lộn con mèo mà đánh là chết luôn á nha. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Chúng ta đưa cái quyết định của mình ra. Bấm nút là mình trao cái duyên cho nhau để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. 1 2 3. Trời, tôi chưa có đếm tới 3 luôn á, là cô kia cô bấm trước rồi đó. Chúc mừng hai bạn. Tôi chưa yêu cầu nắm tay, đã nắm tay nhau rồi. Thật là vội vàng. Và hy vọng rằng là chương trình ngày hôm nay là một chiếc cầu nối thật sự vững chãi và chắc chắn cho hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, em tên là Bùi Quốc Linh. Em sinh ngày 1 tháng 6 năm 1995. Em sinh ra tại Đồng Tháp và em đang hiện tại em sinh sống và làm việc ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, em lên đây em sinh sống và ở một mình ạ. Dạ. Dạ, ba mẹ thì ở dưới quê, còn anh hai thì có gia đình riêng ở Bình Dương ạ. Dạ, nhà của hai anh em ạ. Dạ, anh hai mở một salon tóc ở Bình Dương ạ. Dạ, em đang làm một thợ cắt của một công ty may ở Bình Tân ạ chị. Dạ, thợ cắt. Dạ. Dạ, điểm mạnh của em thì em là vui vẻ, hòa đồng thì dễ gần dễ mến thôi chị. Còn điểm yếu của em thì cũng ít lắm. Ví dụ cụ thể nào? Dạ, điểm yếu của em thì chỉ không, nói chung là em là cái bản thân của em thì em chỉ biết làm thôi. Là dành thời gian tất cả công việc cho việc làm thôi. Dạ. Hát hò thì được không? Dạ được ạ. Rồi, hát thử một đoạn đi.
Anh thương tổng em bay bay trong chiều chiều lời bao nỗi nhớ. Nhớ từng nụ cười ngây thơ dấu chân chưa. Dạ em gùng quá em quên ạ. Tóc mặt non đúng không? Dạ. Ok, tiếng chưa của em thì sao đây? Dạ em đã trải qua một quá trình vào lúc năm 2019 đó chị. Lúc em lên làm công ty á, em có quen bạn đó và em quen nhau tầm khoảng 1 năm. Dạ hai đứa em kiểu như là tính chuyện tới hôn nhân á chị. Khi mà em về ra mắt gia đình bên bạn gái thì bên gia đình bạn gái bảo là công nhân làm công nhân thì kinh tế vẫn chưa đủ để lo cho cuộc sống gia đình. Cho nên là bên nhà bạn gái là bị ngăn cản ạ. Rồi. Dạ thu nhập một tháng của em là khoảng 10 triệu ạ. Dạ thuê nhà hết 2 triệu. Dạ tiền ngoài công việc chính là em làm công nhân là bữa tối là em làm chạy thêm chạy ráp nè. Dạ chạy ráp bay. Còn ai kêu những công việc gì có tiền nhiều hơn thì em làm kiểu như là bốc vác nè, dọn nhà nè. Dạ là em dành thời gian cho công việc làm thôi chứ em chưa có thời gian để mà có bạn gái để tìm hiểu ạ. Dạ dạ em chạy gấp là tầm khoảng là 10 giờ 11 giờ đêm em nghỉ. Ừ, chạy được xong khi tan làm ở xưởng. Dạ chạy gấp thôi. Dạ đúng rồi ạ. Ừ, thu nhập ổn không? Dạ em thu nhập được cũng đủ để tiền nhà trọ, tiền ăn uống sinh hoạt ạ. Còn tiền lương thì em còn nguyên ạ. Dạ. Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Vậy được dọn nhà và cửa nhận hết, dọn nhà theo giờ lốp bát thứ dạ. Người ta thuê em dụ dọn chọn bộ, chọn gói thì em cũng nhận luôn, em dọn chừng nào xong rồi em nghỉ, em không có nói giờ. Còn giải gáp là tầm khoảng 10 11 giờ em về. Còn bốc vác nhiều khi hàng xuống xe tải rồi xuống công đó thì em cũng nhận em bốc vác khi nào xong rồi em về. Ừ. Em ngủ rồi sáng em đi làm bình thường. Dạ. Dạ em làm riết em quen em cũng không cảm thấy mệt cho lắm ạ. Dạ trước khi em lên Sài Gòn thì ở quê em đi học đàn. Em đàn organ, đàn đám cưới đó chị. Rồi sau này kẹo kéo hát karaoke ra nhiều quá cho nên em ế xô cho nên là em nghĩ em lên Sài Gòn em tìm việc khác ạ. À, đi đàn đám cưới hả? Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Thật ra thì bạn kia là trên mình nghèo, không có mình vừa lấy. Dạ đúng rồi ạ. Rồi lại cũng tìm mẫu người như thế nào? Dạ theo em thì em tìm mẫu người thì nói chung là em không quan trọng về ngoại hình, chỉ cần là thương em và thấu hiểu cho cái hoàn cảnh của em là từ xưa giờ em chỉ biết đi làm thôi. Cái thời gian của em là dành cho bạn gái thì ít thì cũng mong bạn gái sẽ thông cảm. Nhưng mà sau này em nếu như có bạn gái rồi em sẽ dành thời gian khác để lo cho bạn gái hơn. Dạ. Và cũng muốn tìm một bạn gái là hiền lành và tốt bụng thôi chứ em không có yêu cầu cao gì đâu ạ. Dạ không. Dạ. Dạ công việc thì em cũng không có yêu cầu cao gì thì có công việc thì tốt, còn không có công việc thì em làm em lo cũng được, không sao ạ. Lo sao được. Dạ nếu như mà chưa có công việc thì mình tìm một cái hướng đi, mình tìm một công việc để cho bạn đi học việc hay là một công việc làm gì đó để bạn đi làm. Ừ. Nếu như bạn không chịu làm nữa thì em lo thôi chứ sao giờ. Ừ. Dạ vẻ bên ngoài thì ưa nhìn là được, không cần xinh đẹp hay là hot girl gì đâu ạ. Ừ. Dạ em xin nghỉ một buổi để em đi casting. Ừ. Dạ. 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 Ừ.
Dạ, dạ không, tại vì em làm công ty, em có bảo hiểm, em có phép năm á, em xin nghỉ phép năm ạ. Dạ. Em không thích ở bạn gái là kiểu như mà nói chuyện mà hay là cười lớn tiếng mà cười tẹt ga vậy đó, là em không thích. Dạ, còn những thứ còn lại thì nếu như mà như vậy thì về mình có thể nói với nhau và có thể là chỉnh sửa sau này chứ không quan trọng gì đâu ạ. Dạ thì lúc xưa thì cũng nói thật là gia đình em khổ lắm. Em đi làm kinh tế chính là em ba mẹ lớn tuổi. Em làm dành dụm khoảng 5 năm nay là em cũng cắt nhà và cũng mua được một miếng đất nhỏ nhỏ. Rồi sau này nếu bạn gái, nếu tìm được bạn gái muốn sống ở Sài Gòn làm ở